Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Sức Khỏe 99. Quý vị và các bạn thân mến, bún là một thực phẩm phổ biến sau cơm trong bữa ăn của người Việt vì tính tiện lợi và dễ ăn của chúng. Vậy thì người tiểu đường có nên ăn bún hay không? Ngày hôm nay hãy cùng Sức Khỏe 99 đi tìm hiểu nhé. Với món điểm tâm bánh mì, bánh ướt, bún, xôi, cơm gạo tài nguyên, cơm gạo huyết rồng và cơm tấm, các bác sĩ phát hiện bún và bánh ướt có chỉ số đường huyết thấp nhất. Bác sĩ Trần Quốc Cường, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, khảo sát vừa được thực hiện trên những người có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi. Mục đích là nhằm tìm ra những món ăn sáng hợp lý nhất cho bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp và béo phì. Bác sĩ Cường cho biết, các loại thức ăn chọn thử nghiệm là những món thông dụng có đặc điểm chung là đều giàu chất carbon hydrate hay đường đơn. Chất này cung cấp calo cho cơ thể hoạt động nhưng lại có hại nếu tiêu thụ quá nhiều. Những người tham gia lần lượt dùng 7 loại thức ăn trong 3 ngày. Trước khi ăn, họ được lấy máu thử đường huyết, lúc đói rồi lần lượt ăn các loại thức ăn để đo chỉ số đường huyết sau đó 2 giờ đồng hồ. Kết quả cho thấy, cũng làm từ gạo nhưng bún tươi, bánh ướt, cơm gạo tấm lại thuộc nhóm có chỉ số đường huyết thấp. Bánh mì có chỉ số đường huyết trung bình, các món còn lại gồm cơm gạo tài nguyên, cơm gạo huyết rồng và xôi có chỉ số đường huyết cao nhất. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, các bác sĩ cho rằng bún và bánh ướt phù hợp cho thực đơn của người bệnh tiểu đường và cả những người khỏe mạnh. Tuy nhiên, người bệnh cũng cần lưu ý, chỉ số đường huyết có thể tăng lên nếu dùng kèm với các loại thức ăn khác như thịt bò, thịt lợn, giò và chả. Cũng từ kết quả khảo sát, các bác sĩ Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc chỉ ăn cơm trắng với ít thức ăn để ổn định đường huyết như nhiều người thường làm là không hiệu quả. Gạo tài nguyên và xôi nếp là hai loại thức ăn cho chỉ số đường huyết cao nhất, bác sĩ Cường nói. Một sai lầm khác là việc nhiều người truyền tai nhau hễ bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp thì ăn kiêng bằng gạo lứt, muối mè, trong khi lại mua nhầm gạo huyết rồng. Lý do là gạo lứt và gạo huyết rồng có hình thức gần giống nhau và sai lầm này khiến người bệnh càng nặng hơn bởi gạo huyết rồng khiến đường huyết tăng cao, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết. Bún là loại thực phẩm phổ biến sau cơm trong mâm cơm của người Việt vì tính tiện lợi và dễ ăn nên nhiều người lựa chọn thực phẩm này. Vậy người bị bệnh tiểu đường nên ăn bún hay không? Thông tin sơ lược. Bún được làm từ bột gạo tẻ, tạo sợi qua khuôn và được luộc chín trong nước sôi. Bún có dạng sợi tròn và trắng mềm. Vì tính tiện lợi nên bún là một nguyên liệu chủ yếu để chế biến nhiều món ăn như bún cá, bún chả, bún mọc và bún thang. Thành phần dinh dưỡng trong bún tươi bao gồm năng lượng, protein, glucid, calo, phosphor, sắt, vitamin B1 và B2. Thứ hai, người bị bệnh tiểu đường ăn bún được không? Theo kết quả phân tích, trong bún có chỉ số đường huyết thấp nên người bị bệnh tiểu đường có thể sử dụng bún hay các món ăn chế biến từ bún. Tuy nhiên, bún rất nhiều thành phần carbon hydrate, đường đơn. Mặc dù nó cung cấp calo cho cơ thể hoạt động nhưng lại có hại cho sức khỏe nếu sử dụng nhiều. Hơn nữa, để có được từng sợi bún tươi ngon, dài và giòn, trắng trong và đẹp mắt, hiện nay, người ta dùng không ít những chất phụ gia khác nhau, trong đó tiêu biểu nhất là chất hàn the, chất huỳnh quang, chất tẩy trắng, làm chua. Hàn the là chất gây độc hại cho cơ thể. Nếu ăn quá nhiều món bún, cơ thể sẽ tích trữ hàn the ngày càng nhiều, gây biểu hiện những bệnh mãn tính và cấp tính. Khi đó, hệ tiêu hóa sẽ mắc độc, dẫn đến nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn chức năng. Chất huỳnh quang sẽ khiến người dùng dễ mắc bệnh suy gan, suy thận, đồng thời nguy hiểm hơn. Nó còn là nguy cơ tiềm ẩn gây ung thư. Chất tẩy trắng giúp món bún được trắng đẹp, bắt mắt nhưng sẽ gây hại tới sức khỏe con người, đặc biệt là lúc chúng ta ăn bún liên tục. Chất làm chua sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bao tử, có thể dẫn theo viêm và loét niêm mạc của bao tử. Như vậy, đến đây chúng ta có thể kết luận rằng người bị bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn bún, nhưng để đảm bảo sức khỏe thì người bệnh nên hạn chế dùng thực phẩm này. Thứ ba, những người không nên ăn bún. Như đã đề cập ở trên, vì trong bún có chứa nhiều chất phụ gia gây hại cho sức khỏe, nên một số đối tượng sau đây không nên sử dụng bún. Người mắc bệnh dạ dày, đại tràng. Trước khi chế biến làm bún, người ta cần phải đem ngâm gạo từ 2 đến 3 ngày để cho chất tinh bột lên men. Do vậy, những người bị bệnh dạ dày, đại tràng càng dễ bị đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng và rất hại cho bao tử. Trẻ nhỏ. Đối với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa còn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, bún có chứa nhiều chất phụ gia gây độc hại, có thể gây hỏng hệ tiêu hóa của trẻ. Do đó, đối với trẻ nhỏ, cần phải tránh dùng bún hoặc hạn chế dùng ở mức thấp nhất.
những người đang ốm, sốt. Khi cơ thể đang ốm, sốt thì khả năng đề kháng của cơ thể rất yếu, đặc biệt là ở trong hệ tiêu hóa. Nếu người ốm, sốt thường thức bún sẽ gây lạnh bụng, dễ bị đi ngoài, khó tiêu hóa. Phụ nữ sau sinh, khi dùng bún, không chỉ cơ thể của người mẹ mà ngay cả em bé cũng sẽ có hại vì các chất phụ gia hóa học và chất làm chua của món bún. Do có hàm lượng axit béo cao nên lạc từng bị coi là một trong những thực phẩm không tốt, có thể gây béo phì và tiểu đường. Nhưng các nhà khoa học ở Đại học Harvard Mỹ đã kết luận chính axit béo và các chất khác có trong lạc đã làm hàm lượng cholesterol trong máu trở về mức vừa phải. Theo các nhà khoa học, arginine có trong lạc có tác dụng tích cực trong phòng và điều trị các bệnh tim mạch. Trong tương lai, arginine có thể sẽ được sử dụng như một vũ khí hữu hiệu giúp phòng và chữa bệnh tim mạch. Ngoài ra, arginine còn có tác dụng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất oxit nitơ, một chất đóng vai trò quan trọng trong việc huy động khả năng đề kháng của hệ miễn dịch. Thông qua tăng cường sản xuất các đại thực bào, người ta tin rằng tình trạng thiếu NO khiến cho một số người trở nên nhạy cảm hơn với vi khuẩn. Các nhà khoa học đã chứng minh có sự liên hệ giữa nhiễm trùng và nguy cơ mắc bệnh đau thắt lưng, nhồi máu cơ tim. Vì vậy, có thể đây cũng là một trong những khả năng tích cực của lạc với căn bệnh tim mạch. Các nhà khoa học đã nghiên cứu trên 120 bệnh nhân lao cấp tính. Họ được chia làm hai nhóm. Một nhóm dùng arginine dưới dạng thuốc với hàm lượng 1 gram trên ngày, tương đương với ăn 30 gram lạc, và nhóm thứ hai dùng giả dược. Tất cả đều được điều trị bằng hóa chất chống lao. Kết quả thu được sau 4 tuần, ở nhóm dùng arginine, triệu chứng ho giảm nhanh hơn so với nhóm dùng giả dược. Hàm lượng vi khuẩn lao trong đờm của nhóm 1 cũng thấp hơn so với nhóm 2. Ăn lạc giúp ngăn chặn được bệnh đái tháo đường. Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Y tế Công cộng Harvard trên 83.000 phụ nữ ở độ tuổi 34 đến 59 và được theo dõi trong 16 năm. Phụ nữ ăn lạc ít nhất 5 lần mỗi tuần và làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tới 20% so với những người ăn ít hoặc không ăn lạc và sản phẩm chế biến từ lạc. Theo các nhà nghiên cứu, điều này cũng đúng với cả nam giới. Trong lạc có sắt và magie giúp cân bằng lượng insulin và glucose trong cơ thể, phòng đái tháo đường. Chúng ta nên ăn lạc thay vì ăn các loại hạt đã được tinh chế, bởi lạc rất tốt cho cơ thể, giúp giảm bớt nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Ông còn nhấn mạnh, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải ngừng ăn các loại thức ăn khác và chỉ ăn lạc. Trái lại, cần phải biết điều hòa thì mới mong có được một cơ thể khỏe mạnh và không bệnh tật. Một nghiên cứu mới đây cho biết, bơ lạc rất có lợi cho tim vì chúng sẽ thay thế cho những lipid có hại và những lipid chưa bão hòa. Ngoài ra, nó còn cung cấp chất dinh dưỡng bổ ích cho máu. Bơ lạc chứa lượng vitamin E cao như tất cả các loại đậu sống khác. Thành phần giàu chủ yếu trong bơ lạc cũng có tác dụng tốt vì giữ được hàm lượng vitamin. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng khi được rang lên, lạc sẽ mất đi một lượng vitamin E, nhưng với bơ lạc, lượng vitamin này lại được xay nhuyễn. Còn những lượng bị mất đi sẽ được bổ sung bằng những chất ổn định và những thành phần khác trong lúc được sản xuất. Tuy nhiên, trong lạc mốc có chứa độc chất có thể gây ung thư, vì vậy cần chú ý lựa chọn lạc và sản phẩm chế biến từ lạc để tránh ăn phải lạc mốc. Ông Trần năm nay 63 tuổi, mắc bệnh tiểu đường đã 20 năm, bình thường ăn rất nhiều, hơn nữa rất dễ có cảm giác đói. Vừa ăn bữa này đã không đợi được đến bữa sau. Buổi sáng không ăn chút điểm tâm thì có cảm giác đói nhộn nhạo, không làm được việc gì cả. Ông cũng thử nhiều phương pháp, hy vọng có thể cải thiện mọi thứ, nhưng đều không có hiệu quả. Một lần, ngẫu nhiên được một ông lão bên đông y nói, mỗi sáng ăn ít lạc có thể ổn định được đường huyết hàng ngày. Ông Trần nghe xong thấy hơi hoang mang. Nhưng vì chẳng còn cách nào khác mà dẫu sao cũng không có tác hại, qua ngày thứ hai thì bắt đầu thử. Lúc đầu thì không có hiệu quả gì rõ rệt, nhưng ăn liền mấy ngày sau phát hiện bản thân không thường xuyên có cảm giác đói bụng nữa. Sau khi ông Trần thấy được hiệu quả, đến nay mỗi sáng đều ăn ít lạc. Không phải ngẫu nhiên mà lạc được người Trung Quốc đặt cho những cái tên thật đẹp như hoa sinh, quả trường sinh, đường nhân đậu. Các bộ phận của lạc dùng làm thuốc rất quý, gồm cây, lá, củ, nhân và màng bọc ngoài của nhân, dầu lạc. Có những tác dụng dưỡng huyết, bổ tỳ, nhuận phế, hóa đàm và chữa được một số căn bệnh như thai phụ bị phù, loét dạ dày và hành tá tràng. Khoa học ngày nay cũng nghiên cứu phát hiện nếu mỗi người chúng ta mỗi ngày mang phần thịt đỏ đổi thành lạc, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sẽ giảm xuống 21%. Lạc sẽ làm giảm hấp thu carbon hydrate. Nếu mỗi sáng ăn lạc, như vậy đường huyết một ngày của bạn sẽ không quá cao. Ngoài việc ổn định đường huyết, lạc còn có các công hiệu sau. Thứ nhất, điều hòa mỡ máu, làm sạch đường ruột. Trong lạc có hàm lượng lipid tương đối cao, do vậy luôn bị ngộ nhận là thức ăn có thể dẫn đến béo phì. Kỳ thực, chất béo trong lạc là axit béo no và không no, đồng thời lại cung cấp chất xơ có ích cho cơ thể, có tác dụng tăng khuếch tán nhiệt lượng của cơ thể, tác dụng đốt cháy cholesterol có hại
và dọn sạch mỡ thừa trong đường tiêu hóa. Thứ hai, bảo vệ tim mạch. Hàm lượng axit béo không no và no trong lạc không chỉ có tác dụng thúc đẩy hấp thu các loại đường, protein, các loại vitamin tan trong dầu, có lợi cho việc duy trì cân bằng nội tiết tố, mà còn có thể khiến cholesterol trong gan phân giải thành muối mật và đồng thời tăng cường bài tiết nó. Do vậy, có công hiệu nhất định bảo vệ mạch máu và tim. Thứ ba, khống chế cảm giác thèm ăn. Lạc là thực phẩm gây cảm giác no bụng, có thể giúp bạn tạo cảm giác no hơn hoặc thời gian no kéo dài hơn. Bạn sẽ ăn vặt càng ngày càng ít hơn. Tuy nhiên, bạn không sợ thiếu chất vì lạc cũng chứa hàm lượng dinh dưỡng rất đầy đủ, thích hợp cho cả những người ăn chay. Cảm giác no bụng của lạc nguyên nhân không chỉ do hàm lượng chất béo, chất xơ, protein mà nó còn là hiệu quả hiệp đồng nhất các nhân tố trên. Trước đây, lạc vẫn bị coi là thực phẩm không tốt vì chứa nhiều chất béo, do đó sẽ làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2. Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Harvard đăng trên tạp chí Hội Y khoa Mỹ cho thấy chất béo trong lạc chủ yếu thuộc loại chưa bão hòa, giúp cải thiện và ổn định insulin và đường máu. Điều bạn cần làm ở đây là kiếm cho được loại lạc chất lượng tin cậy vì lạc bảo quản lâu ngày, dễ sinh mốc, sinh độc tố có hại cho cơ thể. Lạc được coi như ngũ cốc, thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất chống oxy hóa omega 3 tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn lạc để bồi dưỡng cơ thể. Nguồn vitamin E khoáng chất, mangan, chất giàu tự nhiên, axit omega 3 rất tốt cho người bị suy nhược, bồi dưỡng cho cơ thể, giúp da, tóc chắc khỏe. Tuy nhiên, những thành phần này của lạc lại có tác hại lớn đến một số những trường hợp mắc bệnh như: thứ nhất, người bị bệnh gút. Nguyên nhân gây bệnh gút là do sự rối loạn chuyển hóa các axit uric trong máu. Nếu ăn chế độ nhiều chất béo, làm lượng uric trong máu tăng khiến bệnh nặng hơn. Trong khi đó, lạc lại chứa nhiều protein, chất dầu, vì vậy nên ăn lạc sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh, khiến bệnh nặng hơn. Thứ hai, người đang giảm cân. Lạc chứa chất béo và lượng calo cao, đặc biệt lạc rang cùng dầu ăn thì lượng calo sẽ tăng gấp đôi, nên ăn chúng, người bệnh sẽ béo lên nhanh chóng, chứ không thể cải thiện được cân nặng và số đo vòng eo của mình. Thứ ba, người bị cao huyết áp. Tương tự với người bệnh gút, người cao huyết áp ăn nhiều dầu sẽ làm tăng huyết áp, động mạch xơ cứng, gây nguy hiểm cho bạn. Thứ tư, người hay bị nóng trong. Theo đông y, lạc có vị ngọt, tính nóng, có thể gây nóng trong. Do đó, những người bị nhiệt hay bị mụn, nóng trong không nên ăn lạc, vì ăn lạc sẽ khiến cho bạn khó thở và khiến cơ thể nóng thêm. Thứ năm, người vừa phẫu thuật túi mật. Thông thường khi ăn lạc sẽ khiến kích thích dịch mật tăng tiết có lợi cho tiêu hóa. Tuy nhiên, với những người mới phẫu thuật túi mật thì lại không nên ăn lạc. Vì khi cắt bỏ túi mật, cơ thể không còn dự trữ mật gây khó khăn trong tiêu hóa, lạc chứa chất béo nên khó tiêu hóa, nếu ăn vào sẽ gây hại cho gan. Thứ sáu, người bị bệnh phù thủng. Lạc chứa một hoạt chất có tác dụng làm đông máu tạm thời. Nếu người bị phù thủng, ăn lạc sẽ khiến cơ thể bị tổn thương, máu ứ động, khiến tình trạng phù thủng trầm trọng hơn. Thứ bảy, phụ nữ mang thai. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Canada đã chỉ ra rằng nếu phụ nữ ăn lạc trong thời kỳ mang thai sẽ khiến trẻ sau này dễ mắc bệnh dị ứng cao hơn 4 lần so với những đứa trẻ khác. Nếu phụ nữ cho con bú ăn lạc cũng làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh ở trẻ em, lưu ý tuyệt đối không được ăn lạc mốc vì trong lạc mốc có chứa mầm mống của chất gây ung thư, chất độc, nấm mốc có hại cho sức khỏe của bạn. Khi ăn phải những hạt lạc có mùi lạ, mùi hắc, vị chua nên loại bỏ ngay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn quý anh chị đã xem video và nếu thấy hay và hữu ích, quý anh chị hãy chia sẻ nó cho người thân và bạn bè của mình cùng biết nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.